Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị bạn quay trở lại với kênh Bà Hùng Audio. Video clip lần này xin test cặp loa JBL L300. Đây là phiên bản giống như L300 Summit, chỉ khác nhau cái tem thôi nhưng mức giá lại hợp lý vô cùng. Hiện tại thì phiên bản này đang có mức giá là 115 triệu và L300 Summit thì từ 132 cho tới 135 triệu đồng. Hai phiên bản này hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau mỗi tem thôi. Chính vì vậy thì chúng ta chơi L300 lại tiết kiệm được một mớ tiền để nâng cấp đồ đánh cũng như là dây dẫn và phụ kiện. Hai phiên bản L300 và L300 Summit thì hoàn toàn giống nhau. JBL L300 thì được ra đời năm 1975-76. Đến năm 1979 thì họ thay tem L300 bằng tem L300 Summit. Về mọi thứ thì hoàn toàn giống nhau, không khác nhau một chút nào. Mà chúng ta lại tiết kiệm tiền được hơn, vì ở Việt Nam nhiều bác vẫn lầm tưởng L300 Summit chất lượng hơn và hay hơn, nhưng thực tế thì nó hoàn toàn giống nhau mọi chi tiết, và giống nhau cả driver phân tần, hoàn toàn giống nhau. Chỉ có L300A củ ferrit thì sẽ khác với các bản L300 và L300 Summit thôi. L300 và L300 Summit thì đều hoàn toàn sử dụng cấu hình full Anico, tức là tất cả các driver đều sử dụng của Anico. Đó, và phân tần, thùng, ốc, tất cả mọi thứ hoàn toàn giống nhau. Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0978 263 263 để có những mức giá tốt nhất giao lưu cùng với mọi người. Hiện tại thì em đang có hàng tuyển chọn vô cùng đẹp L300 mức giá 115 triệu đồng, rất là tốt so với lại tem L300 Summit. Anh em nào quan tâm liên hệ với em theo số điện thoại 0978 263 263. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đeo tai nghe và cảm nhận âm thanh của cặp loa này nhá. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến vàng. Anh chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thép ngày rằng với lý hào tâu lỗ châu mai với những địa lỗi đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà sung đã ngây khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mơ. Cùng ruộng nước, cùng đàn câu, với cây đa khóm chúc hàng rau, với con đê có chiếc cầu tre. Đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế dòng về. Rồi rồi
lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp bay lên khói ấm tình thương, mắt ươm rau thắm môi tình quê. Có con trâu, con nương dâu, thiên đường này mơ cũng bao chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp bay lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm môi tình quê. Có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Thank you.